vẫn không chết, thủ rất tốt đến từ đôi Long Tô. Ok anh, cảm ơn anh Hùng. Cả hai anh em mình đều lập kỷ lục nhá. Hãy cùng nhau lập kỷ lục đi nào. Mọi người hãy em cảm ơn em cảm ơn anh Hùng. Mong là sắp tới sẽ được anh chỉ bảo được nhiều hơn. Nguyễn Trung Kiên ạ, vâng, bạn đặt kèo bao nhiêu anh nhỉ? Điểm số bảo cho anh Huy, cho anh Long 1-0. Long Hùng dẫn. Cầu trong sân. Đập cầu tốt cho đôi Long Hùng. Cầu ngoài. Hai. Cầu trong sân. Bạn ơi, bạn kết 2 đúng ra đây được sắp xếp ban tổ chức mời vào mày những bài làm tập quốc gia đi. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Thủy đã xem stream của em nhé. Anh hãy chia sẻ cái stream này để cho tất cả vận sự thế lim đổ cho tôi ạ. Sao nhận hết Long Tô lại rất bình tĩnh anh ạ. Coi cầu may mắn cầu. Tôi Quảng Linh là chuyên. Đâu, Quảng Linh là chuyên đôi mà anh. Chuyên đôi. Ô vậy anh. Tuyệt vời quá. Nhưng mà để có gần 10.000 lượt xem như thế này thì một phần phải nhờ anh Hùng rất là nhiều. Thì em bình luận ít bởi vì ở đây phải giữ trật, phải giữ sự im lặng cho các vận động viên này thi đấu ấy. Và nhà thi đấu cũng rất là nhỏ nên là không nói được to. Và đồng hành chính là người. Không chết, thủ rất tốt đến từ đôi Long Tô. Ok anh, cảm ơn anh Hùng. Cả hai anh em mình đều lập kỷ lục nhá. Hãy cùng nhau lập kỷ lục đi nào. Mọi người hãy
Chào chào đội thành công Mau Khê bạn ơi. Đội phong trào thôi, không phải chỉ phong trào. Cũng được nào, thử con là anh thương Quân. Ở cái truyền hình thì là anh thương Quân ăn cái thanh long tô chứ không phải anh thương Minh. Thương Minh chưa ăn được. Thương Minh đâu ngoái thu đâu mà anh thương Minh gặp anh long tô. Thắc mắc là có thể cầu rất tốt đến như chỉ của các đôi long tô. Tôi còn định đánh rất hay mà anh long bánh tô còn là cặp đôi cũng là được số một còn anh vô địch. Đợt này anh cặp này anh cặp nào thằng nữ đúng không? Thủ rất tốt đấy. Chuyên đôi nữ nhường dưới và bình luận lâu má được cười gặp thủ cậu rất dài rất đáng tiếc là vào cầu ngoài.